Kế tiếp là một cây ổi ta, rất là vĩ đại. Khu bên kia còn rất rộng và rất nhiều tác phẩm vừa mới tập kết về. Vườn của anh Thịnh ASEAN sẽ có triển vọng lớn nhất khu vực từ Hà Đông lên Ba Vì. Một nhà vườn sẽ có tiếng tăm ở vùng xứ Đoài. Cây hoa mẫu đơn đẹp quá. Đây là tác phẩm hoa giấy. Có số điện thoại rồi, có gì alo nhá Duy nhá. Ví dụ ngày mai anh em mình gặp nhau thì Duy báo cho mình trước một hôm để mình sắp xếp từ Quảng Oai về Ba Vì có bao lâu, và về Sơn Tây. Đấy, sau đó thì có những cuộc mình giao lưu và chia sẻ.
Hôm nay mình rất tiếc mình chỉ là đi thăm kiểu như là làm quen nên mình chưa mang máy kia đi. Thôi cũng được, cũng rất tuyệt vời. Khả năng mình chỉ quét qua hình ảnh thôi nhá. Dạ vâng ạ. Bởi vì mình vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Một tác phẩm tổ kỹ thuật cũng vừa mới cắt tỉa xong được một ngày. Hôm nay Hương Sắc Đỗ Sinh đến để chia sẻ hình ảnh này thì mới cắt tỉa cho nên là chưa lên lộc và chưa bông tán cũng chưa được đẹp. Nhưng mà nhìn hình thức như thế này là cây này cũng rất là cân đối và đẹp rồi. Một cây cổ được tọa lạc trên một cái chậu cổ, nằm với những khối đá luồn dưới bệ, dưới gốc rất là bệt. Vườn của anh Thịnh ASEAN sẽ có rất nhiều triển vọng, bởi vì cây của anh cũng rất là đa dạng, phong phú, chứ không phải thuần chủng về xanh không.